Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ được chứng kiến sự kiện WWDC 2023 với cực kỳ là nhiều những cái điều thú vị ngoài iOS. Mình cũng đã chia sẻ với các bạn khá là nhiều về iOS nè, macOS, iPadOS cũng như là watchOS rồi. Cho nên video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng focus vào những cái món đồ khác hoặc là những cái phần mềm khác mà Apple họ sẽ ra mắt vào cái sự kiện này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi video này với mình nhé. Đầu tiên về tên gọi thì Apple họ đã chốt cái tên là Code New World, có nghĩa là thế giới mới của cái vấn đề về code, một cái tên nó khá là ẩn ý. Thì cũng cùng thời điểm đó thì chúng ta cũng có một vài những cái thông tin để có thể coi cái việc là cái thế giới code này nó được mở rộng ra và sẽ có khá là nhiều thứ để mà mọi người có thể vọc vặt với những cái vấn đề này. Chính vì vậy chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái sản phẩm mà Apple họ có thể ra mắt trong cái sự kiện lần này. Sản phẩm đầu tiên, một cái chiếc MacBook Air 15 inch, mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Đây là cái chiếc MacBook Air có cái kích thước màn hình lớn nhất từ trước đến giờ mà Apple họ từng làm. Thông thường chúng ta biết đến những cái chiếc máy MacBook Air là một cái chiếc máy dành cho dân văn phòng nè, rồi là nó mỏng, nó nhẹ, nó phục vụ cho công việc văn phòng là chủ yếu. Tuy nhiên với những cái chiếc MacBook Air ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt như cái con MacBook Air M2 chẳng hạn, thì nó đã được nâng cấp lên một cái tầm cao mới, đó chính là người dùng có thể sử dụng cái chiếc MacBook này để làm những cái video, làm social media, hoặc là các bạn có thể edit, các bạn có thể chỉnh ảnh cực kỳ là hiệu quả trên những cái sản phẩm MacBook của Apple, và đặc biệt là những cái sản phẩm mà người ta thường nói là nó có cái cấu hình thấp như MacBook Air. Thì bây giờ cái việc đó sẽ không còn nữa. Những cái chiếc MacBook Air của chúng ta nó sẽ được sử dụng chip tối thiểu là M2. Hoặc là trong cái sự kiện lần này, Apple họ có thể ra mắt cái chip M3 để dành cho con MacBook Air này. Và sau đó ở những cái sự kiện tiếp theo thì Apple họ sẽ nâng cấp con M3 này lên thành con M3 Pro hoặc là con M3 Max chẳng hạn. Và khi ra mắt một cái con chip mới thì không thể nào mà chúng ta không ra mắt một cái con Mac mới được, đúng không? Chúng ta đã quen với cái con Mac Pro với cái hình dạng bên ngoài nó giống như là một cái dụng cụ bào phô mai, thì cái con Mac Pro ở thế hệ tiếp theo nó cũng có hình dáng tương tự như vậy. Tuy nhiên nó có một cái update mới như mình đã chia sẻ với bạn, đó chính là con chip mới hơn, cấu hình tốt hơn, phục vụ hiệu quả hơn cho macOS mới. Về macOS thế hệ tiếp theo, macOS 14, chúng ta cũng đã có cái tên gọi chính thức luôn, đó chính là macOS Sequoia. Đây, cái từ nó trên này mình chả biết đọc cái từ này là gì. Thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho những cái dòng chip M như mình đã chia sẻ với các bạn. Kèm vào đó sẽ có rất là nhiều những cái tính năng mới về AR nè, rồi là về Reality, để các bạn có thể connect được với cái sản phẩm tiếp theo, đó chính là một cái chiếc kính thực tế ảo của Apple. Thực ra về cái chiếc kính này á, thì nó đã được đồn đoán từ tận năm 2019. Tuy nhiên đến năm nay 2023 thì chúng ta mới có những cái nhìn rõ ràng hơn, cũng như là những cái thông tin chính thức về việc là Apple họ sắp ra mắt một cái sản phẩm kính thực tế ảo. Và đi kèm với một cái chiếc kính thực tế ảo thì chúng ta cũng sẽ có một cái hệ điều hành mới, đó chính là XROS. Chính vì vậy cho nên là Apple họ mới lấy tên sự kiện này là Code New World, một cái thế giới code mới, để các cái nhà lập trình viên họ có thể sử dụng cái mã code này để họ làm app hay là làm những cái phần mềm, làm những cái game, làm những cái chương trình phục vụ tốt hơn cho cái kính thực tế ảo Reality Pro này. Về cái chiếc kính thực tế ảo Reality Pro á, thì chúng ta cũng có một vài những cái thông tin gọi là về cấu hình của cái sản phẩm này. Sẽ có một cái màn hình là Micro OLED nè. Màn hình của nó sẽ rộng khoảng 1.41 inch, rồi cái độ phân giải sẽ là 4000 pixel trên inch, một cái độ phân giải khá là cao để mà các bạn có thể nhìn rõ nét được những cái hình ảnh, những cái icon ở phía trong cái kính thực tế ảo của chúng ta. Ngoài ra thì sẽ có ngoài ra thì cái sản phẩm này nó có thời lượng pin là khoảng 2 giờ và các bạn sẽ phải mua thêm một cái module sạc gắn bên ngoài nếu như các bạn muốn tăng cái thời lượng pin của cái chiếc kính thực tế ảo này lên. Và tính tới thời điểm hiện tại thì thực tế chúng ta vẫn chỉ có những cái hình ảnh render của cái chiếc kính thực tế ảo này thôi, chứ chúng ta vẫn sẽ chưa có gọi là bản đâm mì hay là có những cái bản vẽ, bản CAD chẳng hạn. Thì tới bây giờ vẫn chưa có bất kỳ một cái thông tin gì về cái sản phẩm này cả. Ok, và đó sẽ là tất cả những cái thông tin về sự kiện WWDC 2023 mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và ở trong cái sự kiện lần này, ngoài iOS 17 thì cái sản phẩm mà mình mong đợi nhất đó chính là cái chiếc kính thực tế ảo của Apple. Đó, mình chưa biết giá trị của nó là bao nhiêu, chắc chắn nó sẽ đắt rồi, đâu đó ở vào tầm khoảng $3,000,
không có quá nhiều người có thể tiếp cận được với cái sản phẩm này. Và mình cũng chưa biết rằng Apple họ sẽ làm gì với cái chiếc kính thực tế ảo này. Cho nên đây vẫn là một cái ẩn số và gọi là một cái để mà chúng ta có thể wow trong cái sự kiện lần này của Apple. Các bạn mong đợi gì về WWDC 2023 thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.